Mình xem cái trường hợp này nha. Tức là cô này cổ đau cái biểu tay. Bây giờ cô cho biết tại sao cô bị đau không? Cô có người đang bị té xong rồi cũng bị một chị chụp cái spa nhưng mà không có gì hết. Rồi thì bây giờ khỏi lên lên đau nhiều nhất. Rồi chết đi therapy cũng vẫn đau. Rất là đau nhưng mà lúc nào cũng đau. Rồi lúc nào đau, động mạch thì máu từ đây xuống cho giờ thôi xả cái bóng người ta luôn, cầm luôn đi. Thì ta sẽ đem máu xuống dưới đây, nhưng mà ta chặn lại máu ở đây. Nè, mọi người xem đây nha. Rồi ở đây có một cái huyệt gọi là huyệt để đẩy máu xuống, cái đó cái động mạch thì tôi đẩy nè. Đẩy xuống thì mọi người sẽ thấy ở đây nó sẽ mấy cái này sẽ căng lên. Rồi, rồi sau khi nó xong rồi thì bây giờ ta lại chặn cái mạch máu này. Rồi chặn thì nắm cái tay lại chặn nó lại. Và giờ ta bóp cái tay này cho máu lên trên đây. Rồi, sau đó xong rồi ta sẽ đẩy cái máu lên. Bây giờ mình điều chỉnh sai tại chỗ. Rồi mình coi tay vô nè, để ta sẽ bấm ở đây. Thì ở đây nè. Đau. Đương nhiên rồi nó phải đau chứ. Không, bây giờ bỏ ra thì mà coi lại cái sao. Nghe hết đau. Để tiếp hốt làm lần nữa. Cái băng đi nó mới quan trọng. Băng đi muốn đau. Đúng rồi. Băng đi nói là không đau là thầy.